Dạ vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Chứng Minh Nhật Bãi nhé. Hôm nay thì em có lên video review cho bà con một cái lô máy bên em mới về. Nói chung là một lô hàng mới về đây. Rất là nhiều dòng máy sới đa chức năng, đa tính năng bà con nhé. Nói chung là số lượng cực kỳ nhiều luôn. Thì bà con có nhìn thấy là suốt từ bên này chạy sang bên kia. Đó thì số lượng hàng nó nhiều nên là thực sự là em chỉ quay tổng quan hôm nay cho bà con nhé. Đó, và các cái số lượng, các cái dòng máy đa năng, nói chung là Yamaha, Kubota, Mitsubishi, Isuzu, Honda, Shibura, Kawasaki, Robin, các cái dòng máy đa tính năng, nói chung rất nhiều bà con nhé. Đấy thì bà con cứ xem video mà cảm thấy mà quan tâm cái dòng máy nào thì liên hệ với bên em nhé. Số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video. Số điện thoại là 0967702477 ạ. Đó, bà con gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo nhé. Bên em sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho phù hợp với công việc, đặc biệt là từng cái nhu cầu, công suất, dòng máy và giá tiền nhé. Đó, địa chỉ cửa hàng của bên em là thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, nằm trên trục quốc lộ 14 bà con nhé. Đó, con nhìn thấy là cái lượng máy đây. Thì hôm nay cũng về được mấy trăm con máy nên là cũng giới thiệu tới bà con để bà con có thể xem, đặc biệt là quan sát các cái dòng máy nào nó phù hợp. Nói chung thì máy đa tính năng thì rất là nhiều. Về cả máy dầu, máy xăng này, máy quay tay lái 360 độ này, máy dầu này, máy xăng đầy đủ hết nhá. Đó, các cái dòng Yamaha ETA 600S, 50S này. Đó, Kubota TD 620, Kubota TG 600, 800, Mitsubishi, chuyên phay, chuyên sới, Isuzu, chuyên ép luống. Rồi là các cái dòng đây, rất là đặc biệt. Nói chung là số lượng thì thực sự là rất là nhiều. Đây bà con, em sẽ quay cho bà con một vòng nhé. Đây, Kubota K1-70. Các cái dòng Kubota TA 700 này, bà con nào thích sưu tầm con máy này thì liên hệ nhé. Đó thì em sẽ báo giá trong tin nhắn cho, siêu phẩm luôn. Rồi các cái dòng máy dầu. Đó, rồi là máy đây, Kubota TA 10. Đó, bà con nào hỏi máy thì liên hệ lại với bên em nhé. Hôm bữa em có đăng một con máy này mà rất nhiều bà con quan tâm, nhưng mà thực sự là cái số lượng hàng lần này về đây được có hai con thôi. Đây một con này và đây một con. Đó, đây một con nhé. Yeah. Đấy thì bà con cứ cứ xem video mà cảm thấy mà ok về con máy nào thì cứ gọi trực tiếp nhá. Đó. Đây. Kubota T1-80 này, được chưa? Chuyên tạt, chuyên sới, chuyên phay, chuyên ép, chuyên cày, chuyên lên luống, vun tạt sới đầy đủ hết tính năng. Và các cái dòng máy dầu đa năng này. Các cái dòng máy dầu đa chức năng đây bà con. Đa chức năng nhá, Ican. Máy dầu quay tay lái 360 độ nhá. Đó. Rồi. Rồi đây, nói chung là số lượng thì nó hơi nhiều, thực sự nó hơi nhiều nên là cái quay chi tiết thì em không thể quay chi tiết được. Đó, đây bà con nhìn thấy là các cái dòng ETA 600S, các cái phụ kiện đây bà con nhìn thấy này. Phụ kiện đây thì bao la luôn, bộ chảo tạt này, lưỡi ép luống lớn này, bự này. Rồi là chảo vun, chảo ép, chảo tạt, cây trống, bánh lái, bộ chải bạt đầy đủ hết nhá. Đó. Rồi, dòng ma này, yeah. Rồi là Kubota này. Con này thấy đẹp quá nên là lôi về. Ok, Yamaha này vừa đề vừa giật nhá, vừa đề vừa giật. Yamaha Isuzu ép luống 8,5 này. Rất gọn gàng mà ép luống cực kỳ khủng luôn. Đó. Con máy này thì bơi cao này. Được chưa? Bơi rất cao luôn. Rồi. Kubota TG 800 này, TG 800 nhá. Kubota TD 620 này. Đó, được chưa? Rồi là Yamaha ETA 600S Mitsubishi rất là khủng hoảng luôn. Honda F660. Rất nhiều bác đã quan tâm con máy này, bây giờ nó mới về tới Việt Nam đây. Có được một con ITX700. Các dòng trục lắp đôi sên nhá. Yamaha MK7 trục lắp này. Đó. Nói chung thì em đọc tên nhiều dòng máy đây, Kubota T15560. T1-60, T1-55. Đó. Nói chung là rất là nhiều dòng, thực sự rất nhiều. Mà chỉ có một số dòng ấy thôi. Đây, T155 đây, mấy con đẹp xuất sắc luôn. Đó thì hôm nay thì có về cái lô hàng rất là nhiều. Đó thì bà con cứ xem video mà cảm thấy ưng, muốn tư vấn về dòng nào thì em sẽ tư vấn về dòng đó cho nhé. Đó. Thực sự là rất nhiều dòng máy. Isuzu P8 này, 8,5, 8,7 này. Yamaha MK8 này. Đó. Mitsubishi MM7 57 này, 757 cực kỳ mã lực luôn, chuyên tạt phay cày. Đó, Yamaha EK700, Mitsubishi 556, 656. Đó thì có về một số cái phụ tùng nữa. Phụ tùng ví dụ như là các cái đầu máy này. Các cái đầu máy này là bên em là chuyên đóng gửi cho các bảo hành cho khách nhé. Ví dụ như là bà con xài hư đầu máy hay là trong quá trình bảo hành nhé, mà nó bị
Không có chỉ bảo hành mà nó bị ra khói hoặc là bị lột rên hay là gãy tay biên. Đó thì bên em sẽ gửi đầu máy luôn chứ đỡ phải sửa chữa, không phải sửa chữa gì hết nhá. Rất là nhanh thôi. Đó chứ không có bảo xoáy lại nòng, thay bạc, xét măng gì đó tùm lum là em bên em không có làm. Một là thay máy, hai nữa là gửi phụ tùng ra cho bà con. Đó chứ không có chuyện là thay phải sửa chữa gì đâu. Ấy cô mua gì ấy cô? Cao Tuấn, Cao Tuấn ngã ba. Đó thì đây các cái đầu Isuki này, Isuki này, Zongma này. Đó, đây là các cái phụ kiện mà bên em chuyên gửi để bảo hành cho khách nhé. Hy vọng là một số bà con hư đầu máy nào liên hệ lại với em. Em vẫn lưu hết vào hóa đơn rồi, các đầu máy hư. Đó. Đó thì Zongma nhé. Bác Nam Hà ở Hà Tĩnh, em có đầu máy 6 ngựa 2 cho bác này nhé. Đó. Rồi là các cái dòng là Kuta này. Zongma một bánh một giò, hai bánh lỡ này, một bánh này, PSC 60, TS 700 này. TS 700 nhé. KSD 50, 52. Bộ khung ép luống rất là nhiều. Nói chung bộ khung ép luống run trải bạt này, đầy đủ hết nhá. Đó. Các cái dòng máy một giò, một bánh, Zongma, Isuki đầy đủ hết, rất nhiều. Đó. Rồi là Honda 610 này. Đó, rồi là Kubota TA 5, TA 6 này. Đầy đủ hết nhá. Rồi là Mitsubishi MM 655, đời cao của Mitsubishi. Honda trục lắp này, rất nhiều bà con đang hỏi con máy này. Các cái bộ chảo, bộ khung ép này, đầy đủ hết nhá. Đó. À bác gì nhỉ? Bác Hải Lý nhá. Bác Hải Lý là em có đầu máy GH170 cho bác rồi nhá, bác ở Nghệ An này. Rồi là bác Trịnh Đức ở Bắc Giang nhá. Em có bộ chế rồi nhá. Bộ chế còn ngon luôn thì em sẽ gửi cho. Đó, rồi là bác Tâm ở Nam Định này. Đầu máy GH280 Kubota nhá. Em có gửi nguyên đầu máy luôn. Honda F610 này. Đó, các cái dòng 5 6 triệu, 7 8 triệu, 9 10 triệu là trên 10 triệu có hết rồi con nhá. Đó thì đây, nói chung là số lượng thì thực sự thì cũng nhiều nên là không thể nào quay hết được bà con ạ. Thì hy vọng là bà con là đồng hành cùng với bên em trong thời gian tới, đặc biệt là quan tâm nhấn cho em xin một like, đặc biệt là nhấn chuông thông báo nhé. Đấy, video thì bên em thì nói chung là dòng máy nhiều ở đây. Còn một cái lô máy này nữa này. Lô máy này thì đây. Lô máy này thì nói chung là toàn hàng khủng, hàng lớn thôi. Isuki này, Kubota này, Zongma này, vừa đề vừa giật, máy dầu đề vừa đề vừa giật nhé. Đó, đầy đủ tính năng luôn. Rồi là ở đây có con máy này với dã man này, có hai con máy này rất là đặc biệt luôn. Một con máy này là một con máy Zongma, máy chạy dầu, quay tay lái 360 độ này, máy chạy dầu nhá. Con này Zongma này, chạy dầu, tạt luống, vun luống, xới đất đa năng. Có Honda này, Honda 8 ngựa. Đây, 8 ngựa này. Đấy, 8 ngựa của Honda nhá. Đó, đầy đủ tính năng luôn. Rồi các cái dòng máy chuyên xới đuôi, xới sau cày, kéo bừa, rồi là bừa ruộng, bánh lồng, tùm lum hết. Đó, rồi các dòng Zongma ITA 6S này, Zongma chạy dầu nhá. Đó, Zongma chạy dầu đây, rồi là IG6 này. Các dòng máy chạy xăng, Robin K, Sato. Đó. Rồi là đây, các cái dòng Kubota TD620 này, Kubota TD620 vừa đề vừa giật nhá. Đó. Rồi là Zongma IG8 này. Chuyên sới xoay sau đuôi, cực kỳ lớn luôn. Rồi các cái dòng Isuki C73, Mitsubishi. Đó, rồi là à đây có mấy con Mitsubishi xả côn lá này, mấy con này mới dã man này, mấy con này cực kỳ dã man luôn, đó, siêu dã man luôn. Rất nhiều bà con đã hỏi rồi. Kubota TG 600 đây, quay phía sau này cho bà con. Cái lô máy này thì nói chung là về toàn máy thì lô này là thì về thực sự là rất là đẹp, thực sự là rất đẹp luôn. Đây IG8 này, Zongma IG8 nhá, IG8 rất đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn đấy. Đó, rồi là con TG 600 này, đúng chưa? Đó, bà con nào hỏi TG600 nhá, TD T702 này. Đó, rồi mấy con Mitsu xài côn lá này. Bà con nào quan tâm côn lá nhá, đây, các con này khủng long này, không bao giờ sợ yếu. Đó, Mitsubishi. Rồi là Kubota. Đây. Ở đây có con Kubota TS700 này, 700 nhá, TS700 VKF này. Rồi là con đây có con TS750 này, COHV cực kỳ đã luôn, cực kỳ dã man. Rồi Kubota TD 620 này nhá, vừa đề vừa giật, nổ luôn, đa năng. Đó, Kubota Isuki C73 OHV. Rồi là Zongma IG800, KSD hai bánh lỡ này, hai bánh lỡ nhá. Đó, Mitsubishi MSD 455, các dòng một giò đây rất nhiều. Đó, Isuki A90, con này 9 ngựa 2 này.
9 ngựa 2 chuyên phay, chuyên sới, chuyên cày nhá. Đấy, chuẩn 9 ngựa 2 cực kỳ mã lực luôn. Mitsubishi. Đấy, con này mới ấy này. Đây là hai con máy rất đặc biệt. Là một con máy tiếng này, con này thì Honda là chạy xăng 8 ngựa. Đó, tay lái quay 360 độ. Còn con này là chạy dầu Yamaha 6 ngựa, tay lái quay 360 độ nhá, nâng hạ chỉnh gói thấp tay lái, tạt luống sới đất, vun luống lên rò nhá, lên líp, tạt luống, số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay. Máy dầu, máy chạy dầu, giật nổ, có số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay, tay lái quay 360 độ, cực kỳ mã lực luôn. Rồi bà con nào trong thời gian vừa qua mà quan tâm máy dầu mà tạt luống nhá thì liên hệ với bên em nhá. Đó, có sẵn luôn cho bà con. Chung là cực kỳ mã lực luôn. Rồi. Honda các dòng chuyên sới đây. Thì cái lô máy này thì về thì nói chung là công suất lớn nhỏ đầy đủ hết, máy đẹp rất nhiều nhá. Đây là các cái phần một phụ ở đây thôi. Đầu máy xăng ma Kubota đầy đủ hết nha các bác nhé. Rồi. Còn quay về bên này thì các cái con máy đa năng, nói chung là tính năng đầy đủ hết mà con nhìn thấy này. Công suất lớn nhỏ nhá, không thiếu một cái loại gì luôn. Đó. Thì hy vọng là bà con đồng hành cùng với bên em trong cái video này, đặc biệt là xem video thì theo dõi video thì cho em xin một like và đặc biệt là nhấn chuông thông báo kênh nhé, nhấn đăng ký kênh. Thì hàng ngày thì bên em sẽ quay video riêng từng khoảng 3-4 con máy lên cho bà con để bà con xem và quan sát, biết hơn nhiều về dòng máy, đặc biệt là nhu cầu về con máy nào thì cứ gọi trực tiếp cho bên em nhé. Số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video. Số điện thoại là 0967 702 477 nhé. Đó. Nhìn rất là ok luôn. Đấy, dòng ma Mitsubishi Isuzu Kubota đầy đủ hết. Dạ. Tầm giá từ 5-6 triệu, 7-8 triệu, 9-10 triệu có hết vào con nhé. Đó. Có mấy con 3-4 ngựa gì đấy là 5-6 triệu, 7-8 triệu là rất là nhiều. Đây có con K1-70 này. Máy dầu này. Honda trục láp này. Đó. Honda, mấy con máy một bánh này, cào cào này. Rồi, máy bánh cào cào. Bộ khung tạt ép luống là nói chung là này nọ đầy đủ rất là nhiều luôn. Bộ khung ép đây. Đây. Đầu máy bà con sẽ nhận được thời gian trong thời gian sớm nhất nhá. Bánh hơi mình hết đầy đủ hết. Bộ khung ép đây. Bộ khung ép đây nhá. Rồi. Đó thì bà con cứ xem video mà cảm thấy mà muốn quan tâm về dòng máy nào hay là muốn tư vấn về dòng gì, đấy thì cứ gọi trực tiếp cho bên em nhé. Nói chung là em sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho. Đây. Nói chung thì số lượng thì thực sự cũng rất là nhiều luôn. Số lượng cực kỳ nhiều. Máy sới, máy tạt đây, Mitsubishi GM180 này. 5 ngựa rưỡi. Yamaha PRT75 này. 751 này, 75. Nói chung cái lô này là 8 ngựa, 9 ngựa, 10 ngựa rất nhiều bà con nhé. Cực kỳ nhiều luôn. 8 ngựa, 9 ngựa, 10 ngựa cực kỳ nhiều luôn. Đó. Đây các dòng một giò, hai bánh, hai bánh lỡ đầy đủ hết rồi. Rất nhiều. Đó. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Đó thì hy vọng là bà con xem video quan tâm cái dòng gì thì cứ gọi nhé. Đó. Đặc biệt là kết bạn Zalo thì để nhận nhiều hơn cái bài đăng về các cái con máy bên em. Đó, các cái dòng Mitsubishi này, 8 ngựa rưỡi, 9 ngựa này, rất là mã lực. Số thỏ rồi nhưng chậm, không thiếu một cái tính năng. Đây con Isuzu 3 FE 350 này. FE 350. Con này là đi 11 12 ngựa. Mà khung sườn rất gọn gàng bằng con mấy con 7 8 ngựa thôi. Đó, cực kỳ mã lực. COHV. Đó, Kubota T1-80 này. Đó đúng chưa? T1-80 này. T700 này. Đây, mấy con răng ma vừa dập vừa đề này. Máy chạy dầu nhá. Mấy con răng ma chạy dầu này, vừa đề vừa giật này. Nói chung là đa năng. Đấy, phụ tùng phụ kiện đây. Đầy đủ hết nhá, chảo chiếc tạt răng sới đồ tùm lum hết. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Thì bên em có về hàng thì bà con theo dõi, đặc biệt là cảm thấy mà ưng con máy nào hay là dòng gì đó thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Đấy, số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video nhá. Rồi ok, em cảm ơn bà con đã đồng hành cùng với bên em. Cảm ơn bà con đã đồng hành cùng với bên em trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đồng hành cùng với bên em trong cái video này. Bà con xem video thì nhớ cho em xin một like và đặc biệt nhấn chung đăng ký kênh, nhấn thông báo kênh nhé.
Rồi, em cảm ơn bà con, em chào bà con.